Cụ thể, các nhóm đối tượng đã yêu cầu người vay phải đăng xuất iCloud trên điện thoại iPhone của họ. Nếu người vay tiền đồng ý, họ sẽ phải đăng nhập vào tài khoản iCloud do bên cho vay cung cấp, kích hoạt tính năng cho phép định vị và tìm điện thoại khi bị thất lạc. Tiếp theo, đồng bộ danh bạ, sau đó mới làm hợp đồng vay tiền. Mới đây, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triệt phá một băng nhóm có hành vi cho vay lãi nặng, trong đó có phương thức kiểm soát iCloud điện thoại buộc người vay trả nợ. Nó mỗi cái tài khoản iCloud nó sẽ gắn liền với một cái thiết bị của hãng Apple rất là bảo mật. Nếu mà tài khoản đó ai mà chiếm quyền tài khoản đó thì sẽ chiếm quyền luôn là cái thiết bị dữ liệu trên cái thiết bị mà cài cái tài khoản đó. Đối với chiêu thức lừa đảo này, nhóm đối tượng thường cho vay với lãi suất cao, dù số tiền vay không quá lớn, nhưng chỉ trong vài ngày, nhiều người vay đã không thể trả được nợ. Từ đó, người vay tiền sẽ phải đối mặt với việc tài khoản iCloud bị chủ nợ khóa từ xa và thiết bị không còn khả năng sử dụng. Bên cạnh đó, nguy cơ chủ tài khoản bị phát tán thông tin cá nhân như danh bạ điện thoại, hình ảnh, video và theo dõi vị trí là điều có thể xảy ra. Khi mà sập bẫy vào bẫy nợ đó thì không phải bản thân mình khổ mà những cái thông tin rò rỉ, những cái thông tin mà bị kiểm soát từ những tài khoản đó, thì cái bên cho vay họ lại có những áp lực đối với họ hàng, cha mẹ, người thân, rồi đồng nghiệp, cơ quan, thì nó sẽ tạo một cái hệ lụy không tốt, cũng giống như hình ảnh không tốt của mình đối với những người xung quanh như vậy. Thông tin trên một lần nữa Mua Gì Ở Đâu cảnh báo đến quý khán giả, khi có nhu cầu vay tiền cần lựa chọn những đơn vị uy tín và nói không đối với các nguồn vay xuất hiện dấu hiệu hoạt động tín dụng đen như mức lãi suất cho vay cao bất thường so với các đơn vị ngân hàng nhà nước, điều kiện cho vay không yêu cầu thế chấp tài sản giá trị hoặc hợp đồng miễn thời gian nhận tiền nhanh.